bạn đang nghe nhạc tại YouTube Nhạc Phàm Tổng Hợp. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Tại sao khi yêu đôi ta cố chấp như vậy? Nhiều lúc em cứ suy nghĩ em đã làm sai điều gì mà anh ra đi không một lời từ lý. Hóa ra lúc ta yêu nhau anh cũng chỉ toàn dối lừa, và rồi anh coi em như một kẻ thừa. Em chẳng thể ngờ được chỉ toàn niềm đau, nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu. Đành nhìn anh đến với người sau. Rồi anh